với một cái mức giá nó cực kỳ là giật mình luôn. Chọn bộ như này, toàn bộ cả dây jack kết nối này, một đôi full, một đôi sub này, toàn bộ tủ máy dây jack kết nối và chỉ có mức giá là 51 triệu quý vị. 51 triệu đôi khi quý vị chỉ mua được một bộ karaoke gia đình thôi, nhưng mà đôi khi đến với DVS quý vị lại mua được một bộ loa to đùng này cơ. Không chỉ là mình hát ở nhà mình nghe, mà có khi là nếu mà chơi sân vườn hát cả xóm cùng nghe luôn, hoặc là những cái mục đích khác, ví dụ như là karaoke kinh doanh như là ở quán bia hoặc là phòng trà ca nhạc mà thích đánh to đánh mạnh, mà chơi những cái bộ loa full 30 ở trong nhà đánh nó nhỏ, đánh nó chưa đủ căng, chưa đủ độ tức ngực cho khách, thì chúng ta có thể tham khảo qua những cái cấu hình như này thì đập rất là phê luôn. Tại vì loa full đôi mà quý vị nhìn cái loa nó to như này, đây này, nhìn nó phải to gấp đôi người mình luôn, và kết hợp với cả sub 50 nữa, đánh rất là phê. Và nếu mà phục vụ ngoài trời thì cấu hình này nó sẽ phục vụ tốt cho những không gian nó khoảng độ 150 đến 200 m², còn nó ở trong nhà thì sẽ có thể, ví dụ trong hội trường, trong những cái phòng kín ấy, thì có thể phục vụ cho những cái không gian nó to hơn, tại vì trong nhà thì nó sẽ kín và nó sẽ không tốn nhiều công suất như là chúng ta đánh ở ngoài trời như này quý vị nhé.